chào quý vị khán giả của Việt TV Canada trong tin tức Canada hôm nay thứ ba ngày 1 tháng 8. Nước Mỹ xin kính mời quý vị theo dõi bản tin sẽ xuất hiện trong chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Nhân viên bốc dỡ hành lý phi trường Pearson tiếp tục cuộc đình công. Thưa quý vị, theo những tin tức vừa được công bố hôm Chủ nhật ngày 30 tháng 7, thì nghiệp đoàn nhân viên bốc dỡ hành lý ở phi trường Pearson vẫn tiếp tục cuộc đình công và làm hàng rào cản lối những nhân viên đến làm việc thay thế cho họ. Nghiệp đoàn nhân viên này gồm 700 nhân viên làm việc cho công ty đấu thầu bốc dở hàng hóa trong phi trường Pearson có tên là Swiftport. Nghiệp đoàn nhân viên này chỉ bốc dở hành lý cho một số các hãng phi cơ đến Pearson. Tuy nhiên là giới chức thẩm quyền của phi trường Pearson đã khuyến cáo hành khách nên đến phi trường sớm và nên kiểm soát tình trạng của các chuyến bay trước khi đến phi trường. Tuy nhiên, cho đến ngày hôm nay, thì cuộc đình công chưa gây những trở ngại nặng nề cho hành khách đi và đến phi trường Pearson. Hành lý của các hành khách của hai hãng hàng không Air Canada và WestJet không bị ảnh hưởng của cuộc đình công vì hai hãng hàng không này không dùng nhân viên của công ty Sweetpark. Mùa lễ hội âm nhạc và thực phẩm Đã có hàng ngàn người đến tham dự lễ hội mùa hè về âm nhạc và thực phẩm tổ chức ở phố tàu Mississauga ở số 888 Dundas Street X, trong những ngày cuối tuần 30 tháng 7, khán giả đã được dự khán những màn trình diễn văn nghệ, mua những thức ăn đặc biệt của những nhóm di dân đang sinh sống ở trong thành phố Mississauga. Những ca sĩ nổi tiếng của thành phố Mississauga như cô Rita và ban nhạc New Horizon cũng tham gia cuộc trình diễn. Trên 80 quầy hàng đã bán những loại thức ăn quốc tế gồm cả thức ăn tứ xuyên, Đài Loan và Nam Hàn có những cuộc biểu diễn nấu ăn của các đầu bếp chính, có những cuộc thi có giải thưởng trong những ngày lễ hội cuối tuần. Chó cắn chủ bị cảnh sát bắn chết Vừa qua, theo tin của Sở Cảnh sát thành phố Berry, tỉnh bang Ontario, thì trong những ngày thứ Bảy 29 tháng 7, cảnh sát đã phải bắn chết một con chó, dở trứng cắn ngay chủ của nó. Vào lúc 3 giờ 30 chiều hôm thứ Bảy, thì cảnh sát được gọi đến sân đầu xe của một nhà hoàng. Steckley, Goldenham, Funeralham ở số 30 Walkley Street. Một phụ nữ chủ nhân của con chó này đã bị chó cắn vào hai tay, cho dù bà đầy lên tiếng bảo con chó này phải ngừng. Cảnh sát sau đó đã buộc phải bắn chết con chó này. Văn nghệ mừng lễ hội thuyền bường trong buổi tối hôm thứ Bảy ngày 29 tháng 7, dàn nhạc giao hưởng của tỉnh bang Nova Scotia đã phối hợp cùng nhóm ca sĩ Elmer Isler, ca sĩ Natalie Mark Master và ban nhạc ở vùng cao nguyên Cap Britain để tổ chức một buổi trình diễn văn nghệ miễn phí tại bờ biển trong thành phố Halifax để chào mừng lễ hội thiền bường sẽ diễn ra ở hải cảng miền đông của Canada này. Cuộc trình diễn văn nghệ này đã do đài truyền hình CBC bảo trợ. Để chào mừng lễ hội thuyền bùm trong năm kỷ niệm 150 năm Canada lập quốc, thì dàn nhạc giao hưởng Nova Scotia đã trình bày những bản nhạc ăn khách của Canada, gồm cả bản nhạc Snowbird của ca sĩ Anne Murray. Hàng chục ngàn người đã đến dự kháng và đêm văn nghệ đã chấm dứt bằng những màn bắn súng thần công, súng đại bác kiểu cổ và pháo bông bắn đầy trời. Hàng trăm ngàn du khách đến thành phố Halifax dự lễ hội thuyền bươm. Lễ hội thuyền bươm ở thành phố Halifax, tỉnh bang Nova Scotia diễn ra vào hôm thứ Bảy ngày 29 tháng 7 và kéo dài trong 4 ngày. Hàng chục chiếc thuyền bươm lớn từ khắp nơi trên thế giới đã về phó hội. Người ta ước lượng đã có từ 250.000 người cho đến 600.000 người tham dự lễ hội Rendez 2017 Townships Regatta tại Bến Cảng, Ông Eduardo Masquel, một du khách Ba Tây đã cùng gia đình đến tham dự lễ hội. Một trong những thuyền buồm lớn và nổi tiếng là chiếc thuyền buồm El Galeon của Tây Ban Nha. Chiếc thuyền gỗ dài 200 thước này được xây dựng lại theo kiểu những chiếc thuyền của Tây Ban Nha trong hạm đội West Indies trong thế kỷ thứ 16 và 17. Chiếc thuyền buồm được nhiều du khách trầm trồ nhất là chiếc thuyền Alexander von Humboldt II của nước Đức được sơn phết bằng một màu xanh dương. Thời tiết trong ngày thứ Bảy rất tốt cho du khách tham dự lễ hội thiện bươm hàng năm ở thành phố Halifax. Số người chết vì dùng ma túy quá liều lượng gia tăng ở Toronto. Theo như những tin tức công bố hôm Chủ nhật ngày 30 tháng 7, đã có 4 người chết ở thành phố Toronto vì dùng ma túy có lẫn nha phiến Fentanyl. Người ta tìm thấy một người phụ nữ chết vì dùng ma túy có nhiễm fentanyl tại cầu thang của một căn chung cư Regent Park trong hôm thứ Bảy và làm một nạn nhân chết vì dùng ma túy quá liều ở thành phố Toronto trong vòng 2 ngày. Trong vòng 2 ngày, cũng đã có trên 20 người trong thành phố đã phải vào bệnh viện vì dùng ma túy quá liều nhưng may mắn đã thoát chết. Với số người dùng ma túy bị nhiễm nha phiến fentanyl gia tăng đã gây lo ngại cho những giới chức y tế trong thành phố. kẻ giết toàn gia đình của ông ta bằng cung nỏ bị án tù chung thân. Vừa qua trong phiên tòa diễn ra hôm thứ Sáu ngày 28 tháng 7, thẩm phán tòa thượng thẩm tỉnh bang Ontario đã tuyên phạt bị cáo Brett Bryan, 36 tuổi, về tội dùng cung nỏ để giết toàn gia đình của bị cáo gồm bà mẹ và hai anh em trai. Vụ con giết mẹ và anh em ruột đã diễn ra ở vùng Scarborough trong thành phố Toronto vào tháng 8 năm ngoái năm 2016. Theo công tố viện, thì bị cáo Ryan đã dùng cung giết mẹ và hai anh trai vì sợ là những người thân sẽ tiết lộ những bí mật về cuộc đời của anh ta với người vợ sắp cưới. Cũng theo bản cáo trạng, thì bị cáo Ryan đã khoe với người vợ sắp cưới là anh ta tốt nghiệp trường Đại học Toronto về môn vật lý và đã có việc làm tại một công ty cao kỹ. Thật ra, bị cáo đã bỏ học từ năm 2015 và đã bị một công ty cao kỹ từ chối không mướn khi điều tra lý lịch anh ta. Bị cáo Ryan đã từng bị tù về tội cướp 8 ngân hàng trong vùng thủ phủ Toronto trong 8 tháng vào năm 2009. Thêm một hãng hàng không kiểm ước thiết lập đường bay đến Canada. Theo những tin tức vừa loan báo hôm thứ Bảy ngày 29 tháng 7, thì công ty hàng không kiểm ước Frontier Airlines ở Hoa Kỳ sẽ thiết lập thêm những đường bay đến Canada trong mùa xuân năm tới. Công ty hàng không Frontier ở thành phố Denver cho biết là sẽ thiết lập thêm những đường bay từ Denver qua thành phố Calgary. Công ty hàng không Frontier hiện nay có những đường bay nối liền thành phố Denver với trên một chục thành phố khác ở Hoa Kỳ với giá vé thấp ở mức là 39 mỹ kim cho một chuyến bay. Với giá là 39 mỹ kim thì hành khách được xếp ngồi như cá hộp, không có chỗ duỗi chân và nếu có mang theo hành lý thì bị tính thêm tiền, cứ mỗi vali là thêm 30 mỹ kim. Trong khi đó, hãng hàng không Flair Airlines, nguyên là công ty New Leaf, đang có những chuyến bay từ thành phố Winnipeg qua thành phố Edmonton với giá vé là 79 gia kim cho một chuyến bay và mỗi vali hành lý mang theo phải trả thêm 31 đô la 50 xu. Như thế là trong tương lai giá vé máy bay ở Canada có thể phải giảm vì có những cạnh tranh của các hãng hàng không kiểm ước. Chuyện tình yêu về đám cưới của một cặp thầy cô sau khi gặp nhau trong một cuộc thi đố vui Jeopardy. Trong 4 năm trước, thì bà Marian Lowell, một cô giáo ở thành phố Central, John, tỉnh bang New Brunswick, qua Hoa Kỳ tham dự một cuộc thi đố vui khả năng kiến thức Joe trong một cuộc thi dành riêng cho các giáo viên. Bà Lowell gặp ông Michael Towners, một giáo viên ở tiểu bang South Carolina, cũng tham dự. Họ gặp nhau và sau cuộc thi thì vẫn liên lạc email qua lại. Mới đây vào ngày 7 tháng 7 vừa qua thì đám cưới của hai thầy cô đã diễn ra ở một nhà thờ trong thành phố Saint Andrews, tỉnh bang New Brunswick mà Tân Lan là ông Thomas và Tân Gia Nhân là bà Lowell. Đám cưới của họ đã gây rất nhiều sự chú ý, được rất nhiều người email chúc mừng khiến bà đã cảm động nói là họ là hai con mọt sách không có gì làm, gặp nhau đúng thời điểm. Đám cưới cũng được ông Alex Trebek, người điều khiển chương trình đố vui The Duel Party, gửi thư chúc mừng. Ông Trebek cũng là một người Canadian. Bà Lowell cho biết sau đám cưới thì bà sẽ theo chồng về định cư ở tiểu bang South Carolina. Ông Jason Kenney ra tranh chức thủ lãnh đảng bảo thủ thống nhất trong hôm thứ Sáu ngày 28 tháng 7, thì ông Jason Kenney, nguyên thủ lãnh đảng bảo thủ cấp tiến ở tỉnh bang Alberta, đã chính thức công bố việc ông ra tranh cử chức thủ lãnh đảng bảo thủ thống nhất ở tỉnh bang Alberta. Trước đây, có hai đảng cực hữu ở tỉnh bang Alberta là đảng bảo thủ cấp tiến do ông Jason Kenney làm thủ lãnh và đảng Hoa Hồng Dại do ông Brian Trinh là đảng trưởng. Mới đây thì đảng viên của hai đảng này đã bỏ phiếu kết hợp hai đảng này cùng với nhau để có thể tranh tài với đảng Tân Dân Chủ của bà Thủ Hiến Notley trong một cuộc bầu cử dân biểu tỉnh bang trong tương lai. Như thế là ngoài ông Kenny vừa công bố ý định tranh cử thì cả hai ứng cử viên đã cho biết dự định sẽ ra tranh chức thủ lãnh là ông Brian Chen, cựu thủ lãnh đảng Hoa học dạy và ông Doug Schweizer, một luật sư ở thành phố Calgary. Ông Jason Kenny, một cựu dân biểu liên bang cựu Tổng trưởng Quốc phòng, Tổng trưởng Di dân và Quốc tịch dưới thời của cựu Thủ tướng Stephen Harper và đảng Bảo thủ. Cũng là một thân hữu của cộng đồng người Việt ở Toronto, ông từng tham dự những buổi lễ tưởng niệm ngày Quốc hận 30 tháng 4 ở Toronto trong thời gian còn là dân biểu liên bang. vừa rồi quý vị vừa theo dõi phần tin tức canada ngày hôm nay xin quý vị đừng rời mắt khỏi màn hình chúng mỹ sẽ gặp lại quý vị ngay sau phần thông tin thương mại để gửi đến quý vị bản tin thế giới